Thủ thuật trên Photoshop hôm nay chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng như thế này. Đây là tấm ảnh mà trước khi chúng ta tạo cái hiệu ứng, và đây là tấm ảnh sau cùng. Hiệu ứng là những cái tấm trang trí như thế này, và cái hình ảnh bên trong, cái phong cảnh bên trong nó sẽ liên lạc từ cái khung này tới cái khung khác. Chúng ta sẽ bắt đầu kéo cái hình này vào Photoshop. Như vậy thì cái hiệu ứng này chúng ta sẽ làm bằng Clipping Mask. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở khóa đi. Tôi sẽ tạo ra một cái hình. Các bạn lưu ý là chọn trên cái phần này là Sharp nha. Sharp. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ cho nó một cái màu gì đó. Stroke. Rồi, đây. Như vậy thì ở đây tôi sẽ nhấn Ctrl Z để nhân bảng, và tôi kéo nó lên trên. Cái bảng này tôi cũng nhấn Ctrl Z, tôi giữ lại ở đây. Và ở đây tôi sẽ nhấn phím phải, tôi chọn cái Clipping Mask, Create Clipping Mask, hoặc là các bạn vào đây cũng được. Ở đây chúng ta có Create Clipping Mask. À, như vậy thì chúng ta đã có được như thế này. Như vậy thì trên tinh thần đó là chúng ta sẽ làm từ từ xuống đây. Rồi, trước mắt tôi sẽ tạo ra một cái nền phía dưới. Các bạn có thể tạo ra một cái nền radiant như thế này, và chúng ta sẽ cho nó là hai màu. Chúng ta sẽ cho cái màu phía trên, màu đen phía trên. Thực ra tôi cũng muốn cho màu đen, tôi cho một cái màu xám đi. Cái này tôi cũng không cho màu trắng, mà tôi sẽ cho một màu sáng đi. À, như vậy thì nó có sự liên lạc giữa cái màu tối và màu sáng, nhưng mà nó không phải là màu trắng. Tôi cho cái này xuống dưới đây, bỏ cái mặt nạ trước, cho nó xuống như này. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có một cái nền như thế. Và bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ sắp xếp các tấm pano này cho nó một cách nghệ thuật nhất. Ở đây chúng ta đã coi xem lại cái phần cuối cùng. Chúng ta thấy nó nghiêng ngã ha, cho nó đầy đủ như thế này. Giờ như vậy thì tôi sẽ ở tấm này tôi sẽ cho nó, ví dụ tôi chọn cái phần này, tôi cho nó cái phần stroke này nó màu sáng đi, màu trắng luôn đi. Rồi, màu trắng luôn. Sau đó chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại. Có thể cho nó ra bên ngoài. Ở đây. Có thể cho nó bo cái góc ở trên đây. Bo góc tròn. À, những cái tấm nó sẽ nó mịn mịn hơn. Như vậy cái tấm này thì tôi có thể cho nó nghiêng. Thế này. Tấm kế tiếp thì tôi sẽ cho lên trên. Tôi sẽ sắp xếp lại. Bây giờ tôi muốn lấy cái tấm này để tôi tạo cho tất cả đều giống nhau, thì tôi có thể bỏ cái tấm mới này và tôi nhân bản cái tấm cũ. Nhấn Ctrl Z và kéo lên trên. Lúc bây giờ thì chúng ta sẽ tạo ra cái Clipping Mask lại để cho nó tạo lại cái này. Tôi có thể cho cái này vô trong chút xíu. Rồi bây giờ tới phiên cái thứ hai. Thứ hai thì chúng ta có thể sắp xếp có cái trên, có cái dưới, có cái ngang, có cái dọc. Tôi sẽ sắp xếp cái này trước, nhấn Alt+Tab và kéo ba cái
4 cái, 5 cái, 6 cái. Tôi lấy ví dụ như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó có cái màu. Để cho chúng ta phân biệt được cái bên trong và bên ngoài. Rồi, như vậy. Bây giờ cái thứ hai tôi nhấn Ctrl T. Chọn cái thứ hai. Như vậy là chúng ta có thể sắp xếp lại. Rồi. Cái thứ ba, chúng ta click và chúng ta nhấn Ctrl T, chúng ta có thể sắp xếp lại. Có cái trên, có cái dưới. Rồi cái thứ tư, chúng ta nhấn Ctrl T, chúng ta có thể xoay nó lại. Rồi, cái thứ năm chúng ta nhấn Ctrl T. Chúng ta chọn đây và chúng ta nhấn Ctrl T. Chúng ta xoay nó lại. Cho nó nghiêng ngả và lộn xộn một cách có nghệ thuật. Cái mục đích cuối cùng của chúng ta sắp xếp là như vậy. Nhấn Ctrl T và chúng ta sẽ lại. Cái này thì lên trên, cái kia thì xuống dưới. Ở ngay cạnh thì chúng ta đừng cho nó nghiêng quá, tại vì nó nghiêng quá nó sẽ bị mất được cái cạnh kế bên. Rồi, vậy chúng ta sẽ sắp xếp bên trong đây. Nhấn Ctrl T để xoay nó một chút. Như vậy là chúng ta đã có những cái bảng như thế này. Và nó có những cái cạnh hở, có một cái bố cục của nó. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lên. Ở đây chúng ta sẽ kéo một anh lên. Nhấn Ctrl Z lên đây. Ctrl Z lên đây. Ctrl Z lên đây. Rồi bây giờ thấy khi cái này Max. Rồi chúng ta sẽ có cái thứ hai. Bật hai cái này lên. Cái này chọn cái clip in max. Rồi cái thứ ba chúng ta bật hai cái này lên và chọn cái này cho nó clip in max. Clip in max là nó lấy hình phía trên nó lồng trong hình sharp bên dưới. Chúng ta tiếp tục clip in max. Ctrl Z để nhân bảng và kéo lên trên. Như vậy chúng ta đã có được 6 cái tấm theo bề chiều đứng tạo ra cái hiệu ứng. Bây giờ tôi sẽ áp bóng độ. Áp bóng độ. Đây chúng ta sẽ áp bóng độ. Crop Shadow. Ví dụ như vậy. Rồi tôi áp bóng đổ lên tất cả những cái còn lại. Tôi nhấn antenna, tôi kéo lên đây. Tôi kéo lên đây. Tôi kéo lên đây. Tôi kéo lên đây. Và cuối cùng là tôi kéo lên đây. Như vậy là tất cả đều có bóng đổ hết. Và nó trở thành một cái hiệu ứng của những cái tấm pano đứng cho một trang trí một cái bức ảnh phong cảnh.